Hello chào mọi người. Thì từ lúc mà mình ra máy 419 ba chức năng này thì mình bán cái máy 419 này chạy hơn nghe anh em. Thì cái máy 419 hiện tại giờ em báo giá luôn là 3,3 triệu thì có clip rồi. Thì giờ 10 cây em giao cây bồ đó em bán 42 chạy, mà từ lúc ra 419 là bán 419 nó chạy hơn. Tại vì anh em ta đi xịa tầm 3 triệu 3 triệu mấy nè, mua anh em mà đi xịa người ta mua đó đâu có ngán tiền, còn dân mà mới ra nghề mới ngán. Để lấy cái này sẵn clip này em ha, hàng mạch đây. Thiếp mà quán sẵn đừng để hàng cho mạch là phải xe sẵn về anh em. Đừng rút lượng hàng chứ hàng ấy thì biết chừng nào đó. Thì em sẽ lưu quay cái clip em hàng mạch đây, còn thì máy móc thì phục vụ cho anh em từ A tới Z, cái vụ thiếu thì không bao giờ thiếu. Tại vì em chỉ anh hai với em, anh em của em á ráp cái bo đó đó, cái bo sẵn nó cắm linh kiện chỉ ráp từ 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 hàng này, có gì em coi chỉnh lại nên máy lúc nào cũng có, nên anh em yên tâm vô đó đi. Còn clip này em hàng cái máy 16, nhiều người ta nói anh đi cái đường mạch điện 3 7 chấm, nhầm khi anh nói vậy chứ đi có thiệt không. Thì em bán á, thì xịt là một hộp mũ trong, mũ trong anh em thấy trong thấy hoài là khỏi phải bàn rồi, thì máy đâu thì đấy chất lượng đấy. Còn ngồi ghế kia làm chịu nổi, giờ mới mua cái máy dựa, cái ghế dựa của mấy chơi game thủ á, để hàng để ngồi đứng cho nó khỏe. Đây thì em hàng cho mấy anh em coi luôn, quạt thì em để nè, thí dụ hơi ù ù thì anh em thông cảm nha đó. Thì cái này hàng này thì máy này nè, giờ đa số rap máy này chạy nhất không. Còn bộ thì của em thì mấy bộ đó thì khỏi nói đi, để clip nào em nói clip nấy, còn clip này là do hiểu là đi đường mạch cái máy này cho anh em coi thôi. Còn máy thì anh em cứ hiểu rồi, cái máy nào em nhận sửa anh em phải chụp YouTube em thấy nhận sửa em báo giá tiền, được anh em sửa không được thôi đó. Chứ còn nếu mà thí dụ sửa chạy lại thì nó rẻ tiền, còn mà sửa này nó làm bắt cá rồi nó đào dở thì cái đó tính sao đó. Thì điện 3.5 7 sợi là điện 3.5, mỗi lần em nói ai điện lớn chứ không phải điện nhỏ anh em. Còn mỗi hàng này để quẹt số 3 hàng luôn ấy, đây gỡ ra cho anh em coi đây, điện 7 sợi nha, 3.5 dây 3.5 đó. Thì máy nào máy bộ máy xuồng máy gì em cũng đi điện đó không, tranh thủ ráp đựng mốt về pin xuồng à. Còn pin 32650 em chưa không rạp làm anh em ơi, để ráp ba cái máy cho anh em ta đi trước à, ta kiếm tiền còn bình ta nương nương ta xài được. Khi nào em rảnh em làm bình thì em mới đăng lên em làm bình nữa. Ráp máy ngàn bao cây bao cây mà không đủ cái máy giao cho anh em á, thì nhầm bữa ngày có thể giao 4 cây cũng có, 5 6 cây cũng có, nhầm ngày có thể, có ngày không giao được cây nào luôn không chừng á. Thì làm ăn buôn bán mà đó, như cái máy này anh em thấy không, gia công làm gì thiết chị hàng gì mà tầm có 3 triệu thì nó mắc ăn cây máy Trung Quốc chút đỉnh, thì công kén bỏ ra nó đồ đẹp chất lượng mắc tiền đấy. Em cầm em hàng cho anh em coi luôn này, cái dòng máy này đi thì từ đó giờ cái vụ cháy khét cái đồ thì chưa ai bị, có hỏng đặc tư có bị anh cây nào chết con khét thì thay vô cái xong, tại vì đồ điện tử cái chứ đâu phải nó trọn vẹn được hết đâu anh em, làm khi nó chạy chứ không phải trục chặt một hai món chứ. Thì anh biết sửa nhưng mà cái vụ đó thì hiếm hoi, tại vì lúc mà em bán máy đó, là em đã test rồi. Còn dùng miền ngoài mà anh em nằm ở ngoài miền ngoài anh em mà mua cái xịt gì không biết, ảnh nói toàn 7 triệu 8 triệu không á, mà bên em bán có 3 triệu mấy sao rẻ vậy, mà về anh hô bắt cá được không, em nói tội hỏi có bình anh đi không á. Cái lúc của ảnh về anh đánh cá phi với cái đẹp quá trời đẹp, mà khu miền ngoài là lấy 49 nha anh em, không lấy 42 được nha, tại vì em bán vừa rồi em biết dùng hoài 42 đánh cá chết kém lắm, phải lấy hai ngáp 49, tại vì cái tỉnh nào chỉ cần nói cái tỉnh là em đã từng bán là em biết liền à. Với còn cái gì ta, cái ấy mấy anh kia anh mới mua xịt về anh đi, thì cái anh nói đi chưa hết bình thì sẹt đi mất có nửa bình, chừng một tiếng nửa tiếng về sẹt bình có hư không anh em. Tội nói ba cái đó anh sẹt kỹ, hoặc là anh muốn sẹt sẹt không sẹt cũng được, anh có cái đơn giản anh cũng điện anh hỏi không. Tội ơi lớp em làm em lớp trả lời mấy anh mệt luôn á, cái chuyện không đáng mà cũng hỏi nha. Bình bọng rồi đi đồ nhầm khi cá rồi đó, nó bắt cá làm sao thì em chỉ cách chỉnh sửa bắt cá đẹp rồi thôi. Còn cá ví dụ nhiều ảnh đi xịt nhiều cũng nói, mà ít cũng nói, vớt cá lên nhanh quá chết vớt không kịp cũng nói, con cá mà trào lên anh em mà giật hụt anh em ở nhà ngủ mẹ đi, không phải anh em lỗi cho anh bắt chứ tội rồi giật cá hụt mà anh đội đội nó nổi mà nước không ai làm cho được, nó tội cá lên cái nó bắt buộc phải chìm xuống chứ có con cá gì mà bóp cái nó nổi mặt nước hoài đâu. Còn mấy ảnh hô con cá máy điện tử của em á làm là con cá đánh trào lên thôi, ảnh hô á phải con cá mà nổi mặt nước luôn được, hoặc nó hút cái giọt. Em nói nếu mà làm hút cái giọt được
thì em làm cái xì em bóp cái là bay vô xuồng luôn đi, chứ khỏi cần mày có nó hút vô giật, không anh em còn xúc lên bỏ xuồng nữa. Tại mấy anh em nói chuyện làm như dễ ăn lắm. Còn cái cây máy của em á thì chỉ có cái dòng máy cá trắng á là nó bắt chết ngọt thôi, là nó hơi dở thôi, là nó nổi lên hơi chậm tại cái điện áp nó cao, chứ là nó chết một cái ngọt thôi. Với lại cái xung nó cái xung của em chỉnh là bắt cá lóc, cá phi, cá này kia tổng hợp, mà cá mặt cá trắng thì đánh hơi dở người ta thôi. Nhưng mà không có cái gì mà anh em mua mà nó được toàn vẹn hết á, anh em nhớ rồi đó, nó cái gì nó cũng phải có hai cái dở đó. Còn cái máy Trung Quốc thì đánh cá trắng thì anh em khỏi phải bàn này, mà cá lóc với cá phi nó đánh đồ thôi, đừng nói tới. Nó tệ mà nó dở anh em nào tùy theo dùng nước, cho anh em nói cái máy tôi cũng mua Trung Quốc vì tôi đánh vật phà sao anh nói đánh không chết. Nó nói tùy theo con nước, 10 con nước nó đánh được 3 nước thôi, 7 nước nó kén là nó đánh cá dở đó. Còn anh em mà lọt ngay dùng nước ngon thì anh em đánh thì anh em nói gì nữa. Nó trong nó kia quanh năm thì anh em đánh cái dòng máy Trung Quốc thì ok rồi, đục với phèn hay đánh không bốc khối em thua gì cũng thua đó, tại vì nó nhân áp. Mà trong khi máy Trung Quốc nó quân nó nhân áp mà nó đi ấy lắm đó, để em làm em hàng cho anh em coi luôn nè, từ ly từ tí luôn nè đó. Anh em thấy gia công và đồ đẹp không? Em mới thiết nè, em lấy lần chục cuồng, mà cuồng á 400.000 cuồng, chục cuồng 4 triệu đó. Đồ là em lấy hàng chục hàng trăm mà em đáp, là anh em cứ cây máy với đối với em là chẳng nghĩa lý gì nên em làm là đâu chắc chắn đó. Chứ anh em hô anh em nào cũng hô em làm cho cái kỹ lỡ trục trặc, em nói giờ trục trặc á lớp anh gửi về em cũng cực, rồi lớp em gửi xuống em phải chịu tiền phí một cái máy trục trặc, em phải chịu tiền phí bên đây trăm mấy nữa, một cái máy chuyển đi là 100 mấy tiền ship, tại em ship toàn là nhanh không à. Còn anh em chuyển lên em chuyển thường, hoặc nhầm khi anh em chuyển nhanh mà không có thu phí nó đâu có cộng phí. Còn mà thí dụ anh chuyển nhanh mà anh thu vài triệu đây là nó cộng phí, nó ăn phần trăm đó chứ bộ. Mà em làm trong bưu điện, em mới lên YouTube em bán trong vòng có 2-3 tháng này thôi, mà bưu điện cho em lên khách hàng VIP giao hàng á, nó lên mã lên cho khách hàng VIP luôn á, đồ đẹp là có gì nó chạy tới nhà nó lụm luôn á đó. Đó em giao số lượng một ngày ba cây 4-5 cây mà em giao trong vòng 2-3 tháng nó cho lên khách hàng VIP luôn á. Còn nhầm khi có mấy anh đặt cái ấy rồi, đặt máy lúc nào cũng hối lúc cổ tới không nhận điện thoại, không bắt máy trời đâu làm nó thiệt chứ lớn. Em thì giờ em nhỏ thì chứ cực đáng tuổi con của mấy anh này, lẽ giờ em nói nặng nhẹ không ấy. Bởi vì cái mấy con máy mà tải diễm ít khi nào em quay YouTube rồi trả chửi la nói gì. Thí dụ không hợp không được thì thí dụ đặt cọc 200.000 đó. Cái tự tiền ra tới từng tới mà anh em nhận được máy thì thí dụ giờ 3 triệu qua đi thì em đưa 3.1 triệu, em nhận 3.1 triệu là đủ. Phải đặt cọc trước hết. Để anh em chứ đâu phải cái máy à, anh em thấy không, gia công làm từ ly từ tí mới hoàn thành được cái máy. Hoàn thành cái máy em thức khuya hôm á, anh em có nào đi làm lúc á đâu ai biết, thức khuya làm không kịp máy anh em ta hối phải thức khuya làm. 1-2 giờ khuya, 2-3 giờ khuya. Còn sáng ngày anh em điện cỡ 8 giờ em không bao giờ mà có ấy, từ 8 giờ ăn lên em mới mở nguồn lên. Em mà ngủ là em bật chế độ máy bay không à. Cả quay YouTube này cũng đang bật chế độ máy bay để người ta gọi tới. Ban ngày nó làm không có đẹp bằng ban đêm anh em. Còn giờ này thì mới 4-5 giờ chiều à. Nè, lỡ nó dính này phải hút lên nè. Sẵn clip này hàng mặt thì cho anh em coi luôn. Đấy. Thì các dòng máy nào không phải là em không làm ba dòng máy kia ha, là đấy. Em nói cây nước ngọt của em á, em giao không kịp dập, chứ còn cây nước mặn là không làm tới IGBT bơm cầu hát đồ á. Chứ em là cũng tự tìm hỏi, tự tìm ra để xịt đồ. Cách anh em ta ráp cái học hỏi ra, tự động mình làm thôi, mình thiết kế thôi. Chứ còn mà cái đồ mà đi học rồi em đâu có học ai đâu anh em. Nói một khi ta không tin, ta nói này nó học mà nó giấu quá gì. Chưa học ai từng thợ nào luôn á. Cái máy này chiếc cá làm nè. Mà tự động làm mà chế thiết kế à. Bắt cá em bao mấy anh em á. Em là dân đi xịt với xuồng lên đó mà. Con cá bạn sao chứ sao, máy sao là em từng đánh hết rồi. Em sửa em đi rồi em làm chế này chế kia, bơm cách ly IGBT cầu hát IGBT gì vậy, đâm 3 chế độ, 3-4 chế độ rồi lái gì SCR lái cách ly này này gì đảo pha gì đa năng đa bậc ít gì K3525 kích thì bích gì tại cái thứ gì em cũng chơi rồi hết á. Mà cái dòng máy nó ăn không ăn dòng máy này, mà mấy dòng máy kia đi lại cái nước nó nóng máy, còn máy này đi máy lạnh nè à. Mà nó không cái nước hả à. Cái tuổi thọ em sửa máy em bán hoài là nay, nếu mà 2-3 tháng nay nếu mà xịt lớn xịt nhỏ, xịt lớn này không 100 mấy chục cây, 100 mấy chục cây á xịt xuồng này á, còn cái xịt nhỏ là nằm tầm 70-80 cây là giao đi á. Mà chưa ai hư máy trái nha, là ta chê bắt cá là sao nha, từ đó vào cái máy đi luôn á đó.
Bởi vì em làm em lấy đồ anh em thấy rồi đó. Rồi em lấy hàng trăm, hàng trăm, trăm con không? 100, 100 con là làm 100 cái máy. Lần 4 nó 5, 60 cái tụ với nhôm, lần 2, 300 là làm được mấy chục cái máy. Mà lần nhập như đó. Đó mà làm trong khi có đặt trước không kịp phép đó. Hụt phép đó, 500 phép mà hụt á. Thì mới về 500 con rồi mới ra đây, bởi vì máy nó cũng hơi hơi kẹt chút. Thì vài bữa về pin, pin mà loại pin đi xuồng ấy, em sẽ test thực tế và em bỏ thời gian là em đi xuồng luôn. Em đi test hết cục pin đó luôn, em sẽ đầy em đi hết cục pin đó, anh coi cái pin nó ra sao. Đó anh em thấy được mạch đi. Tới chừng mà nó hư cái vỏ hàng của mấy anh em á. Cái mấy vỏ hàng bình thường chưa chắc là gỡ được cái con phép với đồ này ra nghe anh em. Thực tế là vậy á, em từng hư rồi em sửa em biết. Em lấy ra em phải kinh nghiệm mới lấy ra được, chứ còn anh hàng chỗ này mà lấy ba cái đồ con hàng thường thôi đừng mong mà gỡ đồ ra. Đó, chứ từ ấy giờ em bán thì cái vụ mà ta không nhận máy thì cũng có 4-5 người rồi. 4-5 người anh em rước hoài là một cây máy anh em đi về á, tiền ship đi về là anh em phải tốn là phải hơn 200.000. 5 cây anh em rơi đầu phải 1 triệu mấy rồi. 1 triệu mấy đó anh em ráp phải mấy cây máy này, phải 3 cây. 2-3 cây máy mà anh em bỏ công bỏ cán ra rồi á. Nếu mà tính ăn uống tính đầy đủ luôn là khoảng 3 cây máy anh em mới được 1 triệu mấy. Còn thí dụ giờ ráp có đồ đẹp mình không tính công, mình không tính ăn uống, không tính gì á, nhà mình làm thì nó còn có lợi chút đỉnh chứ tí. Anh em mà tính đầy đủ hết là anh em chẳng còn được lời nhiêu đâu. Đó mà trong khi anh em mua một cây máy này thí dụ giờ 3 triệu mấy đi, cho mấy anh em đi xịt dở thôi, ngày 300 ngàn anh em đi 10 ngày đã đó có được cái xịt mà khỏi suy nghĩ nhức đầu. Còn ta làm cái thằng thợ làm ra nó phải suy nghĩ, bắt con này sao tính sao, đánh cá đẹp chất lượng thì cân chỉnh sao, chỗ nào hư hao. Em hồi đó tại sao mà em hồi đó em đi xịt lại hư máy. Em bỏ dòng máy này và dòng máy kia ra em test thử hết rồi. Này quấn cái này quấn cái kia đã, dùng nước của em dơ mà. Mà trong khi dùng nước của em giờ đang đi hai biến thế vậy, nó đi mát lạnh. Mà nó đi mát lạnh mà mắc cá ngọt, rửa ra là mắc cá phi ngọt sớt à. Mà máy mát lạnh mà về mấy anh em đi chưa được rửa ra, tới nửa ra trở lại à. Mà máy nó mát, khu của em nước dơ mà nó không nóng rồi, mấy khu anh nó ngọt quanh năm làm gì nóng máy đâu mà nó hư được máy. Với điện nguồn điện bộng này cấp đầy đủ rồi, thấy không? Đó thì clip này em đi hết vàng mạch rồi em sẽ tắt thôi, tại vì để nó dài anh em coi thì nó chán. Đó chứ còn cái cây vợt nó miền hoài, mấy miền hoài với mấy anh miền tây á, đi cái máy cơ bóp đó là nó không tải đầu, một đầu nó vẫn kêu, còn máy tử nó tải nó ăn nó kêu. Hồi đó anh em anh lấy cái cây gì trong thùng nước cây nhà đó nó pha kẽm là không ăn điện anh em. Cái cây mà cái cây inox á, để em sẵn clip này em nói luôn đây, cái cây này anh em mua thường nhỏ nhỏ phải không, mà cây này nó trắng hết, anh em đi chừng 2 ngày mà nó trắng bốc hết á, nó không đen không gì á, là ok. Mà anh em đi chỉ còn 2 ngày thôi mà nó hơi đen là không giờ đang điện nó bóp nó không kêu, anh em hôm sau đi chụp tròn nhập tròn ngày máy nó dễ hư là vụ đó. Là cái cây của anh em là pha kẽm, còn cây này inox rạ. Cây đó anh em lấy trong thùng nước về xe đạp hay là ở tên gì đó, mấy cái ti nhà là đều pha kẽm là không ăn điện anh em. Anh em chạy đâu mà tiệm sát dụng anh em mua cái cây inox pha này, nó chẳng như tiền, nó bán 1 ký, nó bán chừng thí dụ anh em mua chừng 1,5 mét đi, 1,5 mét là tầm phải chừng 30 ngàn là cùng à. Nó rẻ hơn cái cây đồng á, đừng có mua cái đồng thau vàng vàng như anh em đi mấy cơ, nó đi vài bữa nó đen là không ăn điện á. Đó thì em chỉ mấy cái lỗi nào mà em ấy thì em chỉ cho anh em thôi. Đó còn anh em nào xài máy gì thì liên hệ em.